Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 146. Hallelujah! Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời, đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù, Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi. Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom. Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bụa. Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Ở Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah. Thư thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 1. Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vân phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong cái chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi, suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Nếu anh em xưng đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng
mà anh em đã được chùa khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi huyết báo đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đến Đức Chúa Trời, tức là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Chương 5. Ấy vậy các công việc mà Salomon làm cho đền của Đức Giê-hô-va đều xong rồi. Salomon đem đến những vật mà David cha người đã biệt riêng ra thánh, tức là bạc, vàng và các khí dụng, để vào kho của đền Đức Chúa Trời. Salomon bèn nhóm tại Jerusalem các trưởng lão Israel, các trưởng của các chi phái và các trưởng tộc dân Israel, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ thành David là Si-ôn. Mọi người Israel đều nhóm lại đến cùng vua nhằm kỳ lễ tháng 7. Các trưởng lão Israel đều đến và người Lê-vi khiêng hòm đi. Những thầy tế lễ và người Lê-vi đều đem lên cái hòm hội mạc và các khí dụng thánh vốn ở trong trại. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã nhóm lại với vua, đều đứng trước hòm, dâng những chiên và bò làm của lễ, nhiều vô số không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dọn cho hòm, tức trong nơi chí thánh của đền dưới cánh cherubim. Hai cherubim xè cánh ra trên chỗ hòm, che hòm và đòn khiêng. Đòn khiêng thì dài, nên đầu đòn thấy ló ra ngoài hòm, trước nơi chí thánh. Nhưng ở ngoài đền thì chẳng thấy. Hòm vẫn ở đó cho đến ngày nay. Chẳng có gì trong hòm, trừ ra hai bản luật pháp mà Môi-se đã để vào tại Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc chúng ra khỏi Ê-díp-tô. Khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, vì phàm thầy tế lễ ở đó đều đã dọn mình ra thánh sạch mà chưa giữ theo ban thứ nào, và các người ca hát trong dân Lê-vi, tức A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun cùng con trai và anh em họ, đang mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chỏa, đờn sắt và đờn cầm, đều đứng ở phía đông bàn thờ với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Sải khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trỗi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy, đến đổi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Chương 6. Bây giờ Salomon nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ngài sẽ ngự trong nơi tối thẳm, nhưng tôi đã cất một cái đền cho Chúa trú ngụ, một nơi cho Chúa ở đời đời. Đoạn vua xây mặt lại chúc phước cho cả hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói: Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã phán hứa với David cha tôi, và nay lấy tay Ngài mà làm cho thành lời hứa ấy. Ngài rằng: Từ ngày ta đem dân ta ra khỏi xứ Ai Cập, ta chưa chọn một thành nào trong các chi phái Israel đặng cất một cái đền để đặt danh ta tại đó, và ta cũng chẳng chọn người nào làm vua chúa trên dân Israel ta. Nhưng ta đã chọn Jerusalem để đặt danh ta tại đó, và chọn David đặng cai trị dân Israel ta. Vả David cha tôi đã rắp lòng xây đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với David cha tôi rằng: Ngươi có rắp lòng cất một cái đền cho danh ta, ấy thật phải lắm. Dầu vậy, ngươi sẽ chẳng cất đền ấy,
song con trai ngươi sinh ra sẽ cất cây đền cho danh ta. Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, khiến tôi kế cho David cha tôi lên ngôi trị vì Israel, y như Đức Giê-hô-va đã hứa. Nên tôi có cất đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, và tại đền ấy đã đặt cái hòm đựng giao ước của Đức Giê-hô-va mà Ngài lập với dân Israel. Sa-lô-môn đang đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, giơ tay mình ra. Vì người đã đóng một cái sạp bằng đồng, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước, bề cao 3 thước, để tại giữa hành lang. Người đứng tại đó, quỳ gối xuống trước mặt cả hội chúng Israel, giơ tay lên trên trời mà rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, trên trời và dưới đất chẳng có thần nào giống như Chúa. Chúa gìn giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ hết lòng đi trước mặt Chúa. Đối với tôi tớ Chúa là David cha tôi, Chúa có gìn giữ lời Chúa đã hứa với người. Thật, hễ điều gì miệng Chúa phán thì tay Chúa đã làm cho hoàn thành, y như đã có ngày nay. Vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ơi, Chúa đã hứa cùng tôi tới Chúa là David cha tôi rằng: Ví bằng con cháu ngươi cẩn thận đường lối mình, giữ theo các luật pháp ta, y như ngươi đã làm, thì trước mặt ta ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Nay cầu xin Chúa hãy giữ gìn lời hứa ấy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nguyện lời Chúa đã hứa cùng David tôi tới Chúa được ứng nghiệm. Mà chi, có thật rằng Đức Chúa Trời ngự chung với loài người ở trên đất ư? Kìa trời, cho đến đổi trời của các từng trời còn chẳng có thế chứa Chúa được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy đoái thương lời cầu nguyện và sự nài xin của tôi tớ Chúa, nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của tôi tớ Chúa cầu trước mặt Chúa. Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này, vì về nhà này Chúa đã phán rằng sẽ đặt danh Chúa tại đó. Khi tôi tớ Chúa hướng nơi này mà cầu nguyện, xin Chúa dũ nghe. Phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ cầu khẩn trong khi hướng về nơi này, xin Chúa hãy dũ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Nếu ai phạm tội cùng cả lân cận mình, và người ta bắt nó phải thề, nếu nó đến thề ở trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy nghe, thi hành và xét đoán tôi tớ Chúa, mà báo trả kẻ ác tùy việc nó làm, khiến tội nó đổ lại trên đầu nó, xưng công bình cho người công bình, và thưởng người tùy sự công bình của người. Nếu dân Israel của Chúa vì phạm tội với Chúa, bị quân thù nghịch đánh được, mà chúng trở lại cùng Chúa, nhận biết danh Ngài, và cầu nguyện nài xin trước mặt Chúa trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về xứ mà Chúa đã ban cho họ và cho tổ phụ của họ. Khi các từng trời đóng chặt không có mưa bởi vì dân Israel đã phạm tội với Chúa, nếu sau khi Chúa đã đoán phạt họ, họ hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, trở bỏ tội lỗi mình, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho kẻ tôi tớ Chúa và cho dân Israel của Ngài. Khi Ngài đã dạy cho chúng con đường lành mà chúng phải đi theo, và giáng mưa xuống trên đất mà Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Nếu trong xứ có cơn đói kém, ôn dịch, đại hạn, ten sét, cào cào hay là châu chấu, hoặc kẻ thù nghịch vây hãm các thành trong địa phận họ, bất kỳ có tai vạ gì, tật bệnh gì, ví bằng có một người hoặc cả dân Israel của Chúa đã nhận biết tai vạ và sự đau đớn của mình mà giơ tay ra hướng về nhà này, cầu nguyện và khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy dũ nghe, tha thứ cho và báo lại cho mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết được lòng của con cái loài người, để khiến chúng kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa trọn đời chúng sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi.
Vả lại, vì người ngoại bang là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh lớn Chúa, vì cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, họ sẽ từ xứ xa đi đến hướng về đền này mà cầu nguyện. Thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa, hãy dũ nghe và làm theo mọi điều người ngoại bang ấy cầu xin Chúa, hầu cho muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa, kính sợ Ngài như dân Israel của Chúa, và biết rằng cái đền này mà tôi đã xây cất được gọi bằng danh Chúa. Khi dân sự Chúa ra chiến tranh với kẻ thù nghịch mình, theo đường nào mà Chúa sẽ sai đi? Nếu chúng cầu nguyện cùng Chúa, xây về hướng thành này mà Chúa đã chọn và về đền này mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của chúng và binh vực cho họ. Nếu dân Israel phạm tội với Chúa, vì chẳng có người nào mà không phạm tội, và Chúa nổi giận, phó chúng cho kẻ thù nghịch, và kẻ thù nghịch bắt họ làm phu tù, dẫn đến xứ xa hay gần. Nếu trong xứ mà họ bị dẫn đến làm phu tù, họ suy nghĩ lại, ăn năn và cầu khẩn Chúa mà rằng: chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nếu tại trong xứ mà kẻ thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng, hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa, hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của chúng, binh vực họ và tha thứ tội mà dân sự của Chúa đã phạm cùng Ngài. Vậy, Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ cầu xin Chúa đoái thương và lắng tai nghe phàm lời nào cầu nguyện trong nơi này. Này Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin hãy trỗi dậy để Chúa và hòm quyền năng Ngài được vào nơi an nghỉ Ngài. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nguyện những thầy tế lễ Chúa được mặc sự cứu rỗi và các thánh đồ Chúa được mừng rỡ trong sự nhân từ Ngài. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, xin chớ từ bỏ kẻ chịu sức dầu của Chúa. Khá nhớ lại các sự nhân từ của Chúa đối với David là kẻ tôi tớ Ngài. Chương 7. Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Sa-lô-môn dâng 22.000 con bò và 12.000 con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đền của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình, còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va, khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Sa-lô-môn biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thù ân, bởi cái bàn thờ đồng mà Sa-lô-môn đã làm không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Sa-lô-môn và cả Israel đến từ miền về phía Ha-mát cho tới khe Ê-díp-tô nhóm lại thành một hội rất đông đảo, đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể, vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Sa-lô-môn và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Sa-lô-môn làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Sa-lô-môn rắp lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn mà rằng: ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại
không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta. Và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bây giờ mắt ta sẽ đói xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này. Vì bây giờ ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Còn ngươi, nếu ngươi khứng đi trước mặt ta như David cha ngươi đã làm theo mọi điều ta phán dặn ngươi, gìn giữ luật lệ và giới mạng ta, thì ta sẽ lập ngôi nước ngươi được bền vững, y theo lời ước ta đã kết với David cha ngươi mà rằng, ngươi sẽ chẳng hề thiếu người quản trị Israel. Nhưng nếu các ngươi bội nghịch, bỏ các luật lệ và giới mạng ta đã đặt trước mặt các ngươi, đi hầu việc những tà thần và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ rứt nhổ các ngươi khỏi đất ta đã ban cho các ngươi. Còn cái nhà này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta, ta sẽ bỏ nó đi, làm cho nó nên một câu tục ngữ, một việc nhạo cười giữa các dân tộc. Cái nhà này dẫu cao giường nào, hễ ai đi qua gần nó cũng sẽ lấy làm lạ mà nói rằng, cớ sao Đức Giê-hô-va có xử xứ này và đền này như thế? Thì người ta sẽ đáp rằng, bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là đấng đã dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và vì họ đeo đuổi theo các tà thần, thờ lại và hầu việc chúng nó, nên Ngài đã giáng trên họ các tai vạ này. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.